Xin chào tất cả các em. Rất vui lại được gặp các em trong tiết tiếng Việt ngày hôm nay. Hôm qua, chúng ta đã cùng nhau học vần Ôi, ơi. Các em còn nhớ bài thơ Ong và Bướm không? Mời các em đọc lại bài thơ Ong và Bướm cho bố mẹ cùng nghe nào. Chắc hẳn các em đã đọc rất tốt bài thơ này. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài 102. Ui, ươi. Quan sát bức tranh và cho cô biết đây là gì? Đây là ngọn núi. Trong từ ngọn núi, tiếng nào, âm nào chúng ta đã học? Tiếng ngọn chúng ta đã học, âm n chúng ta đã học, ui là vần mới. Vần ui có âm u đứng trước, âm y đứng sau. Đánh vần và đọc trơn cùng cô. U, y, ui. Ui. Tiếng núi có âm n đứng trước, vần ui đứng sau và dấu sắc đặt trên âm u. Chúng ta đánh vần và đọc trơn như sau. N, ui, nui, sắc, núi. Núi. Mời các em đọc trơn cho cô từ này. Ngọn núi. Tiếp tục quan sát tranh và cho cô biết bạn nhỏ đang làm gì? Bạn nhỏ đang gửi thư. Trong từ gửi thư, tiếng nào, âm nào chúng ta đã học? Âm g và tiếng thư chúng ta đã học. Ươi là vần mới. Vần ươi có âm ư đứng trước, âm y đứng sau. Đánh vần và đọc trơn cùng cô. Ư, y, ươi. Ươi. Tiếng gửi có âm g đứng trước, vần ươi đứng sau và dấu hỏi đặt trên âm ư. Đánh vần và đọc trơn cùng cô. G, ươi, gửi, hỏi, gửi. Gửi. Mời các em đọc trơn cho cô từ này. Gửi thư. Hôm nay chúng ta cùng nhau học hai vần ui, ươi, tiếng mới, núi, gửi. Từ mới, ngọn núi, gửi thư. Mời các em cùng đọc lại. Ui, núi, ngọn núi, ươi, gửi, gửi thư. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập 2. Tiếng nào có vần ui, tiếng nào có vần ươi. Các em mở sách giáo khoa và đọc thầm trước. Sau khi xong, chúng ta sẽ xem tiếp video nhé.
Đọc lại cùng cô nào. Cúi. Ngửi. Múi cam. Túi sách. Chui. Khung cửi. Khung cửi dùng để dệt vải đấy các em ạ. Bây giờ các em hãy mở vở bài tập tiếng Việt, làm bài tập 1. Gạch một gạch dưới tiếng có vần ui, gạch hai gạch dưới tiếng có vần ươi. Sau khi làm xong, mời các em tiếp tục xem video. Bây giờ, hãy so sánh bài làm của mình và đáp án của cô nhé. Tiếng cúi, tiếng múi, tiếng túi và tiếng chui có vần ui. Tiếng ngửi và tiếng cửi có vần ươi. Bây giờ, mời các em chuẩn bị bảng con và phấn, chúng ta chuyển sang phần tập viết. Hôm nay, chúng ta sẽ tập viết vần ui, từ ngọn núi, vần ươi và từ gửi thư. Mời các em xem video và tập viết.
em đã tập viết xong. Bây giờ các em hãy cất bảng con. Mở sách giáo khoa, chúng ta cùng chuyển sang phần tập đọc. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết em thấy điều gì trong tranh. Chúng ta thấy có một cô hoa hồng đang khóc và một ông mặt trời. Vậy vì sao cô hoa hồng lại khóc? Thì chúng ta cùng tìm hiểu bài tập đọc ngày hôm nay. Bài tập đọc có tên Hạt nắng bé con. Mời các em lắng nghe cô đọc mẫu. Hạt nắng bé con. Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi. Hạt nắng gặp bông hồng bị gãy cành, đang sụt sùi khóc. Nó an ủi, rồi gửi tặng bông hồng chiếc khăn vàng óng. Nghe hạt mầm thì thầm, nó phả hơi ấm xuống đất. Thế là mầm cây đội đất nhô lên. Khi mẹ mặt trời gọi, hạt nắng bám cánh tay hồng của mẹ về bên kia núi. Đây là nội dung của bài tập đọc. Trước khi vào bài, mời các em luyện đọc những từ mà chúng mình dễ đọc nhầm. Hạt nắng. Xuống đất. Gãy cành. Sụt sùi. An ủi. Gửi tặng. Thì thầm. Phả. Cánh tay. Núi. Bây giờ mời các em cùng đọc lại một lần nữa. Hạt nắng. Xuống đất. Gãy cành. Sụt sùi. An ủi. Gửi tặng. Thì thầm. Phả. Cánh tay. Núi. Các em đếm cho cô xem bài tập đọc này có mấy câu.
Bài tập đọc này có 6 câu. Bây giờ, mời các em đọc thầm cho cô câu 1. Nhớ dừng video lại và đọc thầm trước nhé. Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi. Mời các em đọc tiếp cho cô câu 2 và câu 3. Hạt nắng gặp bông hồng bị gãy cành đang sụt sùi khóc. Nó an ủi rồi gửi tặng bông hồng chiếc khăn vàng óng. Mời các em đọc cho cô câu 4 và câu 5. Hạt mầm thì thầm, nó phả hơi ấm xuống đất, thế là mầm cây đội đất nhô lên. Các em đọc cho cô câu cuối cùng. Khi mẹ mặt trời gọi, hạt nắng bám cánh tay hồng của mẹ về bên kia núi. Các em vừa đọc xong từng câu của bài tập đọc. Bây giờ, các em hãy luyện đọc bài tập đọc này cùng với bố mẹ của mình. Sau khi đọc xong, các em hãy tiếp tục xem video nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tìm hiểu bài. Bài tập yêu cầu ghép đúng. Chúng ta có 3 ý A, B, C, màu hồng và các ý 1,
hai, ba màu xanh. Các em hãy đọc từng ý một và xem chúng ta sẽ nối với ý nào. A. Mẹ mặt trời. B. Bông hồng. C. Hạt nắng. 1. Được hạt nắng an ủi. 2. Thả hạt nắng xuống đất chơi. 3. Giúp hạt cây nảy mầm. Các em hãy mở vở bài tập và làm bài tập này. Sau khi làm xong, các em hãy tiếp tục xem video nhé. Bây giờ, hãy xem bài của mình với đáp án của cô. Ý A nối với ý 2. Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi. B nối với 1. Bông hồng được hạt nắng an ủi. C. Hạt nắng giúp hạt cây nảy mầm. Bài ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các em hãy viết vào vở ô ly theo mẫu sau. Hai dòng vần ui, hai dòng vần ươi, hai dòng từ ngọn núi, hai dòng từ gửi thư. Và một đoạn của bài hạt nắng bé con. Sau khi viết xong, các em hãy nhờ bố mẹ chụp ảnh và gửi cho cô giáo chủ nhiệm của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong